Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án liên quan đến sai phạm trong việc mua thuốc Tamiflu để phòng chống dịch cúm AH5N1. Theo đó, cựu thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng, công ty Dược Cửu Long được thành lập từ năm 2004 với hơn 51% vốn nhà nước. Năm 2019, sau khi nhà nước thoái vốn, công ty này trở thành công ty 100% vốn tư nhân. Thời điểm năm 2005, dịch cúm AH5N1 diễn biến phức tạp. Thủ tướng phê duyệt kế hoạch dự trữ thuốc Tamiflu và sản xuất thuốc Oseltamivir để phòng chống dịch tại Việt Nam và giao Bộ Y tế tổ chức triển khai, chỉ đạo, giám sát việc sản xuất, dự trữ thuốc theo kế hoạch. Tiếp nhận chỉ đạo, Bộ Y tế giao vụ kế hoạch tài chính, phối hợp cùng Bộ Tài chính, xây dựng giá thuốc Oseltamivir sản xuất trong nước và công ty Dược Cửu Long là một trong số các đơn vị được lựa chọn đặt hàng sản xuất thuốc này. Cáo trạng xác định từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2006, công ty Dược Cửu Long nhận 520 kg nguyên liệu Ocetamivir với giá hơn 9 triệu đô la Mỹ của công ty Mambo Singapore và đã thanh toán hơn 5 triệu đô la Mỹ, số tiền còn lại được trả chậm trong vòng 6 tháng kể từ khi nhận hàng. Sau đó, bị cáo Lương Văn Hóa, cựu tổng giám đốc công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long đã lợi dụng chức vụ quyền hạn chỉ đạo cấp dưới làm hồ sơ giấy tờ nhằm che giấu việc giảm giá này, mục đích bỏ ngoài sổ sách khoản tiền hơn 3,8 triệu đô la Mỹ. Thời điểm xảy ra vụ án, ông Cao Minh Quang là trưởng ban chỉ đạo giải quyết những vấn đề liên quan đến thuốc Tamiflu, nguyên liệu và thuốc Oseltamivir. Tuy nhiên, khi phát hiện công ty dược phẩm Cửu Long giữ lại hơn 3,8 triệu đô la Mỹ, ông Quang đã không báo cáo Bộ Y tế và không chỉ đạo các đơn vị kiểm tra việc này. Khi Bộ Tài chính có công văn đề nghị làm rõ các nội dung liên quan số tiền trên, cựu Thứ trưởng Quang vẫn không chỉ đạo thực hiện yêu cầu kiểm tra tại công ty dược phẩm Cửu Long để thu hồi tài sản cho nhà nước.